Ok, chào bà khách ở Biên Hòa nhá. Em đã nhận được cái lọc điện của bác gửi ra. Đây là bác ở Biên Hòa, bác ở Trảng Bom, ở Trảng Dài Biên Hòa. Bác có gửi cái cục lọc này ra để nhờ em kiểm tra xem có còn lọc được điện không. Chứ cái này là không phải bác mua chỗ khác nha, không phải mua của bên em nha. Mà cái này là bác có mua của bên em một cái rồi, nhưng bác có một cái này trước mua ở đâu ấy thì giờ bị hỏng, bị lỗi, bác gửi ra nhờ kiểm tra xem có còn lọc được nữa không, hay là chỉ là cái ổ cắm đấy, lọc điện mà là giờ thành ổ cắm điện thì chuyện còn gì là lọc nữa. Cho nên bác gửi ra nhờ kiểm tra test bằng máy, vì em có máy cho nên em vẫn nói với anh em rồi, nếu anh em nào ở xa muốn test xem lọc có còn tác dụng hay không thì anh em cứ gửi bưu điện ra địa chỉ Sơn Loa Audio tòa nhà HH4C Linh Đàm ấy, thì em nhận em kiểm tra em test cho xem nó còn hiệu quả không, em test cho đấy. Ok nha, bây giờ em sẽ test cái con lọc này của bác để xem có còn lọc được điện nữa hay không. Đấy, cái lọc của bác chạy có 100V thôi, con lọc của em bên em bán là chạy được tất cả mọi loại điện. Rồi, ok bác nha. Bây giờ em sẽ test cho bác xem cắm vào máy test là lọc điện xem nó có lọc được không hay là chỉ là thành cái ổ cắm. Ok, trước khi test thì em sẽ kiểm tra cho bác. Quay clip đàng hoàng cho bác nha. Đây nha, quay clip cho bác khách ở Trảng Bom, Trảng Dài ấy, ở Bà Bạc Tuấn nha. Làm cho bác rồi sửa. Đấy là cái lọc điện của bác ấy bị lỗi, bác ấy không mua của em nhưng mà bác ấy gửi ra nhờ 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 em kiểm tra xử lý. Đồng thời vì em có cả cái máy test lọc cho nên là em tiện thể em test cho bác đấy kiểm tra. Cái con này nó trước là nó chỉ chạy điện 100V thôi, cho nên bác ấy muốn chạy đa dòng điện đồng thời là phải lọc được. Con này trước nó không lọc được, em đã sửa lọc rất ok luôn. Đây, test qua cho bác nha, sau khi đã chỉnh sửa nha. Điện lưới này, ok chưa? Điện lưới này, bây giờ cắm lọc vào này, cắm lọc, cắm điện 220 cho bác đấy nha. Rồi, bây giờ em cắm lọc vào, máy êm ru đấy. Thôi nha, bác yên tâm lấy nha.